Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về chợ đời. Tiết Già chia sẻ nói về chợ đời để cho các bạn biết rằng một kiếp sanh con người rất là nhanh nha các bạn. Chợ đời chen chúc bao người, sao con giả dối, nụ cười ngoài môi, ngày qua ngày, ngày trôi rất lẹ, tháng qua tháng, tháng sẽ đi đâu, năm đã tàn, năm mới tiếp cầu. Các bạn thấy rất là buồn cho một kiếp xanh trên cõi ta bà này. Ai trong chúng ta cũng gì nè, giả dối. Tại sao mình giả dối vậy? Là tại vì nếu như mà mình thật á là, là mình không có thể nào mình sống được. Đó mình kiếm chén cơm mình bắt buộc mình phải giả dối đó các bạn, thấy mình khổ không? Giống như là mình nói rằng là bây giờ cái hàng này nó không có đẹp, là mình mua về, mình lỡ mua về rồi, mình nói rằng là hàng không đẹp thì hả coi như là không ai mua đâu đúng không các bạn mình phải giả dối ngoài môi để coi như là mình kiếm được cái chén cơm trên trần thế nó mình nói rằng là này đẹp lắm nè bền lắm nè rồi hả tất cả những thức ăn cũng vậy nữa không có quá chất đâu mà thật sự có quá chất đó các bạn thấy không kiếm sống trên trần gian nó rất là khó mình vô tình để coi như là hả mình giả dối mình làm những cái chuyện mà sai trái mà mình không biết mà mình vẫn như là vui cười đùa cợt để mình nghĩ rằng mình có thiệt là nhiều tiền đó ai trong chúng ta cũng bị cái này hết ngày xưa tiết già cũng bị vậy hồi xưa có thời gian tiết già bán quần áo bán vải bán giày dép tất cả những gì thì coi như là cái xấu mà, cái như là mặt hàng xấu mình cũng phải nói tốt nữa đó các bạn thấy cái cuộc sống trên trần thế nó khổ chưa gọi là chợ đời nó rồi ngày qua ngày ngày trôi rất lẹ tháng qua tháng tháng sẽ đi đâu cái tháng nó đi về đâu mà mình cũng không biết luôn mà khi năm đã tàn thì nó mới tiếp cầu tuổi già đến bạc đầu gói tuyết có chỗ xanh ắt là ngoại diệt các bạn thấy cái kiếp xanh con người mình khi mình quay qua quay lại là nó đã già rồi nếu như mình chưa kịp tu thì hả đến khi mà ngày mà mình hả thoát xác thì các bạn có biết rằng mình đi về đâu nè coi như mình không đủ phước mình còn nghiệp trần nhiều quá thì coi như quỷ ma nó lôi kéo mình hoặc là mình còn nghiệp trần mình quay ngược trở lại trần gian để làm chi để coi như mình hả trả nghiệp tiếp theo và chuyển kiếp cứ lưng hồi hoài hết đời này sang đời nọ hết kiếp này sang kiếp kia có những kiếp mình làm vợ có những kiếp mình làm mẹ có những kiếp mình làm cha làm chồng coi như mình đóng tuồng trên thế gian hoài các bạn thấy không thì bây giờ tiết già chia sẻ để các bạn dừng nơi đây nó mình cũng làm ăn kiếm chén cơm mà mình tránh sự giả dối ra mình tránh cái sự ngoài môi ra có những lúc mà giống như mình không yêu không thương một người đàn ông một người chồng mà mình cũng bắt buộc mình nói tiếng yêu thương nữa để làm chi vậy để cho cũng như có cuộc sống để nuôi con chứ thật sự ra trăm đắng ngàn cay cho phụ nữ khi người chồng hành hạ mắng nhiếc mà vẫn chịu đựng âm thầm để nở nụ cười để coi như hả lo cho con phụ nữ thời nay coi như là có những người mà người ta làm ăn rất là giỏi coi như là nắm vững kinh tế và cũng có những người phụ nữ coi như là chịu đấm ăn xôi đó các bạn thấy không thật là đáng thương thì tiết già chia sẻ để cho các bạn đi đến con đường tu không còn đau khổ nữa thì tu là gì tu là sữa hàng ngày mình chỉ cần mình sửa thôi đi đứng nằm ngồi mình cảm thấy chỗ nào sai là mình sửa sai là sai cái gì sai cái sự giả dối sai cái sự hơn thua sai cái sự mà gọi là hạ giận hờn tranh chấp coi như là hạ ham tiền ham của đó nó đơn giản vậy rồi mình tu như thế nào nè nam mô a di đà phật lục tự di đà cho nó nhanh bởi vì sao kỳ này là kỳ ba kỳ coi như là kết thúc mà hả coi như đang sàng xảy nhân loại nếu như á bạn nào mà hả gấp rút để coi như đọc kinh nè rồi hả học chú đại bi á thì nó rất là tốt nha các bạn nhưng mà sợ các bạn không kịp cho nên tiết già mới chia sẻ các bạn lục tự di đà cho nó nhanh đó các bạn nếu như mình quá bận rộn mình lo con nhỏ nè rồi hả nếu như đàn ông mà kiểu như là hạ chật vật lo cơm áo gạo tiền để nuôi vợ nuôi con thì các bạn cũng như ngày đi làm các bạn niệm nam mô a di đà phật thay vì mình chửi thề mình mắng giết vợ con mình gây gỗ mình bực bội thì coi như ma chướng nó theo mình đúng không các bạn nó ma chướng nó theo mình coi như là hả có tác thành là ác liệt hữu danh sao con quên nơi đấng sanh thành cái nhân ông do con làm chủ bởi dây trùng ủ rũ mài châu tâm xáo trộn tác bầu quan cái đó các bạn thấy chưa khi cái tâm chúng ta mà xáo trộn rồi thì coi như chúng ta mời cái quan cái vô cũng như mình chửi thề mắng chửi tất cả những gì mà hạ giống như mình giận dữ lên là không khác nào mình mời coi như là nghiệp chướng nó tới đây đi Tại vì sao nghiệp chướng nó đang canh mình, nó đang canh những cái lúc mà mình nóng giận á coi như sơ hở nó len lỏi vô cái tâm trí của mình giống như nó khiến xui mình đến lúc mà hả thậm chí nó bẻ tay lái của mình đang lái xe ngã một cái rầm luôn nha các bạn. Nếu như các bạn không tu, không đủ phước, không có thần linh che chở là có một cái sự tai nạn gọi là rất là lớn đó các bạn. Tiết Già chia sẻ đây là thật sự chứ không phải là tiếp và hù dọ cho các bạn sợ đâu tại vì có những lúc mà hả mình mình chạy xe trên đường các bạn thấy có những lúc mình rất là hải hùng và có những lúc tại sao mình bình tĩnh là cái chỗ mình coi như là mình hả hàng ngày mình ăn chay niệm phật làm lành mình không còn giả dối nụ cười ngoài môi nữa mình sống thật với cái tâm mình là lúc này là mình hả giao thông trên đường mình cũng không có sợ đó các bạn thấy rõ ràng chưa? Rồi chưa nói vấn đề bảo lục nó sập nhà, sập cửa coi như không còn một cái gì hết. Đó các bạn hả? Bây giờ các bạn không biết nơi nào mà hả để các bạn sống. Có những người mà người ta sống trong nhung lụa mà tại sao mình đau khổ thì tiết già chia sẻ để các bạn tránh được cái sự đau khổ của chợ đời trần thế điển về dạy cho tất cả chúng sanh trên cõi ta bà nói rằng là thương bởi con mê trần lăng lóc ngài đã tàn con nhọc đi rong đêm đã khuya chẳng biết nhiếp lòng đó các bạn thấy không? nên ma vẫn đeo trồng xích sắt tại sao mà ma đã coi như là dẫn mình đeo trồng xích sắt rồi mà mình còn không biết nữa các bạn thấy không nhiều người mê danh vọng tiền bạc đến mức độ mà coi như đổ nợ mà tù tội rồi mà lúc này ngồi trong đó hả coi như còn chưa có hiểu ra kịp nữa mai dẫn dắt mình hả đeo trồng xích sắt rồi trồng vào cổ con sao khóa chặt ma chướng nó trồng vào cổ rồi mà tự mình khóa chặt lại luôn nó khiến thân phàm héo hắt đêm ngày khi mà mình hạ gặp ma chướng rồi các bạn biết không là hạ quan gia trái chủ nó đòi nợ mình hả nó siết chặt mình nó làm cho mình đau khổ đủ kiểu hết Nào là tù tội, nào là bệnh tật Nào là giống như là hạ quan cái tất cả những gì Coi như là lập gia đình cũng không bao giờ có hạnh phúc, khổ đau, nước mắt, chan cơm Các bạn thấy coi như là chợ đời nó khổ lắm đúng không các bạn Nó coi như là hả ngày đã tàn mà con nhọc đi rong Tức là nói rằng như thế này coi như là sắp sửa giống như là chuyển thế rồi hết đã kỳ ba rồi mà mình vẫn còn gì nè mình vẫn còn coi như chưa biết mình vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo đó ngày đã tàn tức là người đời người ta nói tận thế rồi đó đó các bạn thấy không nhưng mà xin thưa với các bạn không phải tận thế đâu đây chỉ là tận diệt chúng sanh thôi tận diệt là gì là diệt coi như là những chúng sanh nào mà coi như mê muội trần thế quá đến đây không chịu tu tập không chịu học hỏi con đường đạo đức mê danh mê lợi để tạo nghiệp tạo những điều ác độc những điều mà coi như là hả gây đến hại người hại vật trên trần gian cho nên hả gọi là tận diệt chúng sanh chứ không có tận thế thế gian này nó còn nguyên hả à, các bạn ơi cái quả địa cầu này nó vẫn còn nguyên luôn dù cho có sập đất sập tất cả những gì mà các bạn thấy có những người người ta vẫn sống coi như tiếng đời người ta nói về sống phay phay luôn nó sống coi như là vui vẻ còn mình tại sao đau khổ các bạn có biết rằng ngày xưa tiết già cũng vậy cũng giống như các bạn vậy đau khổ lắm kiếm chén cơm rất là khó luôn mà lập gia đình cũng không có hạnh phúc mà con cái nói cũng không nghe luôn không chịu học hành. Cho nên tiết già tìm đến cái con đường tu thì tự nhiên một cái sự gọi là thay đổi mà bất ngờ luôn. Con cái ngoan ngoãn coi như là hả? Giống như làm ăn cũng hả có được những cái đồng ngân mà trôi chảy đó các bạn, tại vì mình tu, mình không có thể nói là mình kiếm cái đồng ngân thiệt là nhiều nha các bạn, mà mình nói rằng là hả có đồng ngân trôi chảy thôi tại sao tiết già có những lúc tiết già chia sẻ với các bạn rằng là cũng như là hả bỏ cái nghèo đi hãy làm giàu đi đây là tiết già chia sẻ đó cho những bạn nào mà quá khổ quá nghèo để các bạn có được cái hy vọng để các bạn đổi được cái sự sống mới để các bạn có được cái gì mà nó hạnh phúc trên trần gian chứ không phải cái chữ giàu của tiết già không phải là giàu tỷ phú nha các bạn giàu ở đây á, là để cho các bạn cơm no áo ấm thôi để cho các bạn có được cái sự cơm no áo ấm thì các bạn mới giữ vững đường tu chứ nếu mà bụng đói thì sao tu được cho nên tiết già phải nghiên cứu luôn về vấn đề nhân tướng học là tất cả những gì để cho tất cả các bạn giống như là thay đổi được cái cuộc đời cuộc sống của mình đi đến cái con đường tốt đẹp đúng không bây giờ mình quay lại mình nói chợ đời nó khổ lắm các bạn ơi chợ đời mình phải giả dối bây giờ mình nói rằng con người mình dù cho cái tâm thiện lành cỡ nào đi nữa thì hả mình vì chén cơm manh áo mình cũng nói gian nói dối để coi như là mình kiếm được chén cơm như vậy thì bây giờ mình tránh đi các bạn mình tránh lại đừng bao giờ mà làm cái nghề gì mà nó gian dối là mình phải tránh hết Tránh như vậy thì mới tránh được cái sự khổ đau Bởi vì sao đêm đã khuya chẳng biết nhiếp lòng Coi như cuộc đời mình sắp sửa coi như là đã tàn rồi Đã coi như nửa đời người hoặc là 50 tuổi 60 tuổi là sắp sửa là Gần đất xa trời cuối cuộc đời rồi Đêm đã khuya mà chẳng biết nhiếp lòng sắp sửa đậy nắp quan tài rồi Mà còn chưa chịu tu nữa đó các bạn thấy không cho nên tiết già chia sẻ để các bạn hả coi như là giác ngộ nhanh nhanh. Cái này không có trách ai được và không có thể nói ai được nha các bạn. Chúng ta cùng nhau tu tập, chúng ta phải cố gắng thôi. Tại vì hả con đường mà tu nó rất là khó. Tại vì tu là sao nè? Tu là bắt mình phải giống như là ăn chay niệm Phật, làm lành, ai chửi cũng cười. Nó khó không các bạn? Hồi xưa người ta chửi mình cái mình giận lắm rồi nha, chửi lại. Còn bây giờ ai chửi cũng cười, ai nói hơn cũng cười, ai coi như là hại mình cũng cười, tất cả những gì đều cười hết. Thì như vậy người tu nó hơi khó cái chỗ này, nhưng các bạn yên tâm đi, không ai hại được người tu đâu. Vì sao? Người tu có thần linh che chở, không ai hại được người tu nha các bạn. Người nào mà tu chánh pháp là luôn luôn có thần linh che chở không bao giờ mà hại được đâu các bạn nếu mà hại được người tu là tu không chánh pháp tu mà còn ham trần thế ham mê dục vọng coi như là hạ đua đòi thì cái này là tiếc già không biết à nhan không đủ phước rồi trên trần gian thì cái này là quan gia trái chủ nó hại thì cái này là không có đỡ kịp tiếng già xin chia sẻ thêm về cái phần cuối là các bạn phải ráng cố gắng mà giống như hàng ngày các bạn chỉ cần bỏ ra một phút thôi một phút là coi như là ít nhất nha các bạn nhưng mà càng nhiều càng tốt các bạn nhiếp tâm và suy nghĩ lại coi mình làm việc gì rồi xong rồi các bạn chỉ cần niệm nam mô a di đà phật rồi các bạn chỉ cần một buổi chiều coi như là hạ sum hợp trong gia đình các bạn nấu một mâm cơm chay mình cùng nhau mình ăn trong cái dòng hạnh phúc mà coi như những cái chén cơm thanh đạm những chén cơm mà đưa tất cả chúng sanh vào những gì vào những cái con đường ánh sáng đó chứ không phải đưa những cái rượu thịt mà đi vào những cái bóng đen tối tâm rồi hả coi như bị chồng chất cái sự đau khổ hiện nay rất là coi như chúng sanh mà không thể nào mà thoát ra khỏi đó các bạn đây là nói rằng chợ đời khổ lắm ai ơi thương cho chúng sanh coi như trên cõi ta bà này cho nên hả điển về mới dạy tất cả coi như chúng ta đi đến con đường tu thôi chứ không phải là để hù dọ ai hết đó các bạn tức già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng hả coi như là hả đi đến con đường tu để cũng như là hả ngày đã tàn không có còn mà cũng như là nhọc lòng không còn lo sợ không còn đi rong không còn mà đêm đã khuya chẳng biết nhiếp lòng không còn cuộc đời đã coi như tóc bạc rồi mà chưa biết được con đường tu là gì thì uổng một kiếp xanh trên trần gian video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo